kính chào quý vị và các bạn. Theo hãng tin Reuters, hiện nay các lực lượng Iraq đang đẩy nhanh chiến dịch đánh chiếm lại toàn bộ thành phố Mosul, nơi IS từng tuyên bố là căn cứ địa của nhóm này tại Iraq từ năm 2014. Sau 8 tháng triển khai chiến dịch, đến nay các lực lượng Iraq đã dồn các tay súng IS vào một khu vực rộng chưa đầy 0,5 km2 bên bờ sông Tigris. Và theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, lực lượng an ninh và quân đội Iraq có thể giành chiến thắng cuối cùng tại Mosul trong tuần này. Theo thông tin từ hãng tin Sputnik, hiện các lực lượng Iraq đang tiến quân vào các quận Al-Maidan, Al-Sarin và đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của IS. Theo quân đội Iraq, họ quyết tâm giành chiến thắng cuối cùng trong vòng vài ngày tới khi mà khoảng 300 tay súng IS đang bị dồn vào một khu vực có kích thước chưa đầy 0,5 km2 bên trong thành cổ, cạnh sông Tigris, con sông chia đôi thành phố Mosul. Tuy nhiên, theo thông tin từ các lực lượng Iraq, họ đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ khoảng 300 tay súng IS vốn đang trà trộn vào hàng chục ngàn dân thường nhằm biến họ thành lá chắn sống tại các con hẻm trong thành cổ Mosul. Vấn đề của chúng tôi là người dân, bọn IS đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống, một số còn bế cả trẻ em trên tay. Trung úy Sami Adrithi thuộc lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq cho biết các tay súng IS đang gia tăng các vụ đánh bom vào thường dân, những người trốn chạy về phía các lực lượng an ninh Iraq và thậm chí chúng đã sử dụng phụ nữ trong việc đánh bom liều chết. Mỗi khi có ai đó định băng qua đường để chạy trốn, chúng sẽ bắn họ. Tôi chứng kiến chúng bắn 4 hay 5 người, buộc họ phải quay trở lại. Bọn IS đối xử với chúng tôi như tù nhân vậy. Chúng nhốt chúng tôi trong nhà và nói, không được ra ngoài, hãy chết trong đó. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng từ 15.000 đến 20.000 dân thường đang bị mắc kẹt giữa hai làn đạn tại Mosul. Những người đang mắc kẹt này phải sống trong tình cảnh đặc biệt nguy hiểm khi họ phải đối mặt với bom đạn hàng ngày và sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Chúng tôi phải chịu đựng đói khát và phải sống trong sợ hãi và hoảng loạn. Chúng tôi bị nhốt trong nhà, không được phép ra ngoài trong suốt hơn 2 tháng liền. Ơn Chúa, chúng tôi đã được cứu ra ngoài. Mosul được coi là thành trì của IS. Các chiến binh thánh chiến của tổ chức này được cho là sử dụng Mosul làm căn cứ để thực hiện những cuộc đánh bom đẫm máu bên ngoài khu vực chúng kiểm soát, trong đó có thủ đô Baghdad và các thành phố lân cận để gia tăng quyền kiểm soát lãnh thổ. Chính vì thế mà giành quyền kiểm soát được thành phố Mosul mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước đó, hồi đầu năm nay, quân đội Iraq đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có nhằm vào thành cổ Mosul nhằm chấm dứt gần 3 năm cai trị khốc liệt của IS và tên cầm đầu Abu Bakr al-Baghdadi đối với thành phố chiến lược miền Bắc Iraq này. Khi chiến dịch giải phóng Mosul đang chuẩn bị đi đến thắng lợi cuối cùng, người ta bắt đầu nghĩ đến việc tái thiết lại thành phố có vị trí chiến lược này. Sau thời gian dài bị IS chiếm đóng, cộng với các cuộc giao tranh ác liệt, cơ sở hạ tầng ở Mosul có thể nói đã bị phá hủy hoàn toàn. Ước tính chi phí để sửa chữa cơ bản và xây dựng lại hạ tầng cơ sở của thành phố này có thể lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi công cuộc tái thiết hoàn chỉnh trong dài hạn có thể tốn gấp nhiều lần. Chiến dịch quân sự quy mô lớn kéo dài gần 8 tháng qua nhằm đánh bật lực lượng phiến quân IS ra khỏi thành trì Mosul đã khiến thành phố này chịu tổn hại hết sức nặng nề về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, gần 50% trong tổng số 2 triệu dân thành phố cũng đã phải đi sơ tán. Theo đánh giá của bà Lise Grande, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq, khu vực Tây Mosul chịu thiệt hại tồi tệ hơn rất nhiều so với khu vực Đông Mosul, nơi đã được giải phóng khỏi IS từ 6 tháng trước. Ở Tây Mosul, chúng tôi nhận thấy mức độ phá hủy vô cùng tồi tệ, do giao tranh ở đây vô cùng ác liệt, không có một nơi nào trên lãnh thổ Iraq chịu thiệt hại nặng nề về mức độ tàn phá như ở khu vực này. Căn cứ báo cáo đánh giá sơ bộ, bà Grande cho rằng công tác ổn định Mosul, bao gồm sửa chữa hạ tầng điện nước, nước thải, cũng như mở lại các trường học, bệnh viện, có thể phải chi phí cao gấp đôi ước tính ban đầu. Ngoài ra, công tác ổn định ở Đông Mosul có thể hoàn thành trong 2 tháng, nhưng ở Tây Mosul sẽ phải mất hơn 1 năm và công cuộc tái thiết dài hạn ở thành phố này sẽ tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Tôi nghĩ rằng công tác ổn định ngay lập tức cho cả khu vực Đông và Tây Mosul sẽ tốn hơn 1 tỷ đô la, gấp đôi chi phí ước tính ban đầu của chúng tôi. Nguyên nhân là do mức độ thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều so với chúng tôi dự đoán. IS đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria từ năm 2014, đồng thời tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Caliphate Hồi giáo trên các vùng lãnh thổ này. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, chiến tranh và xung đột đã khiến khoảng 900.000 người dân Mosul rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
trong đó hơn 1/3 sống tại các trại di dân ở bên ngoài thành phố. Đối với các gia đình đang sống ở các trại di dân, ở các khu vực xung quanh, tôi hy vọng họ sẽ trở về, cùng nhau nỗ lực hết sức để xây dựng lại thành phố này. Đến thời điểm này, có thể nói là thắng lợi của quân chính phủ Iraq ở Mosul là gần như không thể đảo ngược. Mosul, vương quốc Caliphate Hồi giáo trong giấc mộng của phiến quân IS, đang tiến đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù vậy, tổ chức khủng bố IS vẫn là một mối nguy lớn đối với không chỉ người dân Iraq, mà vòi bạch tuộc của chúng đã vươn ra khắp toàn cầu, trở thành mối đe dọa với người dân châu Á, châu Âu và cả châu Mỹ. Bởi vậy, thất bại của IS trong trận chiến Mosul rất có thể sẽ được tiếp nối bằng hàng loạt những hành động trả đũa điên cuồng ở các khu vực khác. Hiện IS đang kiểm soát một diện tích rất nhỏ bên trong thành cổ Mosul và nhiều khả năng sẽ bị đánh bật ra khỏi đây trong tuần này. Tuy nhiên, việc đánh bại một hang ổ của chúng ở Mosul không ngăn được lực lượng Hồi giáo cực đoan IS ở các nhánh khác thuộc phía Tây Iraq và Syria, cũng như một số nước khác, tiếp tục tiến hành các vụ đánh bom và tấn công khủng bố để trả đũa. Nhiều khả năng IS sẽ đẩy mạnh chiến thuật tấn công quy mô nhỏ ở các thành phố phương Tây như là London thời gian vừa qua nếu các chiến binh ngoại quốc IS trở về quê hương. Bên cạnh đó, khoảng trống bị bỏ lại sau khi lực lượng phiến quân IS bị đánh bại rất có thể sẽ trở thành miếng mồi tranh giành của các lực lượng thắng trận, khiến cho nền hòa bình vừa được lập lại sẽ trở nên vô cùng mong manh. Trong số các bên đánh bại phiến quân IS sẽ quay ra đấu đá lẫn nhau, có các đơn vị chống khủng bố dưới sự kiểm soát của Thủ tướng Iraq, quân đội dưới sự chỉ huy luân phiên của các Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ ở Baghdad, các nhóm dân quân CIA khác nhau của các đơn vị huy động nhân dân liên kết với Iran, dân quân Peshmerga của Đảng Dân Chủ Kyrgyzstan cầm quyền tại khu tự trị Kyrgyzstan ở miền Bắc Iraq, các tay súng Peshmerga của Liên minh Yêu nước Kyrgyzstan đối địch và một số bộ lạc Sunni trong khu vực. Tại thời điểm này, các lực lượng còn đang chung một chiến tuyến chống nhà nước Hồi giáo IS nên tạm thời các mâu thuẫn được gác sang bên. Tuy nhiên, sau khi IS bị đánh bại, nguy cơ mâu thuẫn âm ỉ sẽ bùng phát thành tranh chấp, xung đột là hoàn toàn có thể xảy ra. Từ những thực tế này có thể thấy tình hình hiện nay đang vô cùng hỗn độn. Đánh bại phiến quân IS và giành chiến thắng ở Mosul, đó là một chiến công lớn cần phải được ghi nhận. Thế nhưng chờ đợi phía sau chiến thắng này lại là những vòng xoáy tranh chấp mới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 6 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một động thái đáng chú ý đã công bố sáng kiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Seoul có thể thảo luận với Pyongyang về mọi vấn đề quan tâm hiện nay, từ hạt nhân cho tới hiệp định hòa bình. Động thái này diễn ra ngay trước thềm khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức và 17 năm sau khi cố Tổng thống Kim Tae-chung đưa ra tuyên bố Berlin 2000, tạo tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên. Với nội dung được đánh giá là khá linh hoạt, đây có thể coi là những nỗ lực hòa giải mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc sau hàng loạt các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Ông Moon đưa ra sáng kiến trên trong một bài diễn thuyết tại quỹ Kober nhân chuyến thăm Đức dự hội nghị G20. Trong bài diễn thuyết, Tổng thống Moon nhận định Hàn Quốc và Triều Tiên cần sớm nối lại đối thoại để giải tỏa tình hình căng thẳng. Tổng thống cho biết chính phủ Seoul có thể thảo luận với Pyongyang về mọi vấn đề quan tâm hiện nay, từ vấn đề hạt nhân miền Bắc cho tới hiệp định hòa bình. Ông cũng ngỏ ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngoài ra, tân Tổng thống Hàn Quốc cũng đề xuất nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào dịp Tết Trung Thu năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm ra đời tuyên bố chung Liên Triều mùng 4 tháng 10 năm 2007. Đặc biệt, ông đề nghị hai miền đồng loạt dừng các hành vi thù địch, bao gồm cả việc dừng phát thanh tuyên truyền qua loa tại ranh giới quân sự Liên Triều, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 64 năm Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định quyết tâm xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình bằng sức mạnh dân chủ ở thời điểm chín muồi, tương tự như tinh thần chung sống hòa bình của Berlin đã giúp nước Đức hoàn thành vai trò trụ cột trong nỗ lực hòa hợp châu Âu. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cho rằng đã đến lúc Triều Tiên cần quyết định có đối thoại hay không. Để đạt được hòa bình bền vững, cần tuyên bố chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chấm dứt và các nước liên quan ký thỏa thuận hòa bình. Thông qua cách tiếp cận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, chúng ta có thể tiến tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và ký hiệp ước hòa bình. Ông Moon ngay từ khi tranh cử đã đề cao đối thoại với Pyongyang bên cạnh các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Song Triều Tiên không vì thế mà ngừng các hoạt động thử tên lửa gây tranh cãi của mình. Kể từ khi ông Moon nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử tổng cộng 10 tên lửa.
hiện Pyongyang vẫn chưa có phản hồi nào trước sáng kiến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Moon Jae-in đưa ra. Trong khi đó, các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này tiếp tục trở thành vấn đề nóng. Trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua mùng 6 tháng 7, làm thế nào để đối phó với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Pyongyang? Đây là câu hỏi hóc búa, một lần nữa gây ra cuộc tranh luận có phần gay gắt với những quan điểm trái chiều giữa các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Tại cuộc họp khẩn diễn ra ngày hôm qua, các đại sứ Mỹ, Anh và Pháp đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mới có tính ràng buộc nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên, trong khi đại diện của Nga và Trung Quốc phản đối việc tăng cường bao vây kinh tế đối với Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đề xuất các biện pháp trừng phạt Triều Tiên như cắt nguồn tài chính, hạn chế nguồn cung dầu, giới hạn các hoạt động hàng hải và nhắm vào các quan chức cấp cao của Pyongyang. Washington cũng để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Mỹ sẵn sàng sử dụng đầy đủ mọi năng lực sẵn có để bảo vệ mình và các đồng minh. Một trong những năng lực đó nằm ở lực lượng quân sự. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu thấy cần thiết. Quan điểm của bà Haley nhận được sự đồng tình từ các đồng minh Pháp và Anh, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ lại không nhận được sự đồng tình của Nga và Trung Quốc. Những nước vẫn muốn tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tạm ngừng thử các thiết bị hạt nhân gây nổ và các vụ thử tên lửa. Đổi lại, Mỹ và Hàn Quốc cũng nên kiềm chế các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn. Cộng đồng quốc tế cần có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề Triều Tiên và nên ưu tiên các giải pháp ngoại giao. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng nhất trí với Nga, kêu gọi Mỹ đảo ngược kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời dừng các cuộc tập trận chung quân sự Mỹ-Hàn gần biên giới với Triều Tiên. Theo đại diện Trung Quốc, đề xuất tạm ngừng để đổi lấy tạm ngừng do Nga và Trung Quốc đề xuất có thể làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 14 của Triều Tiên với khả năng tấn công vào bang Alaska của Mỹ đã làm dấy lên câu hỏi về việc ngoài những phát ngôn cứng rắn và các biện pháp trừng phạt, thì liệu quân đội Mỹ có khả năng đánh chặn tên lửa hoặc cụm tên lửa nói trên hay không? Cho đến hiện tại, trừ các tướng lĩnh Mỹ, không nhiều người tin tưởng vào khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên của quân đội Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Shep Davis khẳng định Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phòng thủ của mình trước mối đe dọa còn rất hạn chế từ các tên lửa của Triều Tiên. Ông Davis viện dẫn cuộc thử nghiệm thành công hồi tháng 5 vừa qua, trong đó tên lửa đánh chặn của Mỹ đã bắn hạ một tên lửa mô phỏng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Tuy nhiên, không nhiều chuyên gia tại Mỹ chia sẻ sự tự tin của ông Davis và cho rằng, dù đã đổ hàng trăm tỷ đô la Mỹ để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tầng tầng lớp lớp, Mỹ vẫn có thể bị tổn thương trước một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ chỉ có thể bắn hạ được một hoặc một cụm tên lửa với số lượng rất hạn chế. Nếu Triều Tiên tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân và tên lửa hiện nay, nhiều khả năng hệ thống phòng thủ của Mỹ sẽ bị vùi dập bởi hệ thống tên lửa của Triều Tiên. Dù tên lửa của Triều Tiên không hoàn toàn đe dọa được toàn bộ lãnh thổ Mỹ, song trong vòng 4 năm tới, Mỹ cần phải tăng cường năng lực hệ thống phòng thủ tên lửa của mình bằng cách triển khai thêm và tăng tốc độ phản ứng của các hệ thống này. Theo Cơ quan Phòng thủ tên lửa MDA của Mỹ, các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo của Mỹ vốn hết sức đa dạng với nhiều lớp phòng thủ và tầm bắn khác nhau, đủ khả năng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, vẫn cho ra kết quả hết sức trái ngược nhau. Dù Triều Tiên mới chỉ đi được những bước đầu trong việc phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đáng tin cậy, thì vẫn chẳng có gì đảm bảo rằng Mỹ có thể chống lại được loại tên lửa đó. Ngay cả những hệ thống đạt được tỷ lệ đánh chặn thử lên đến 100%, cũng không có gì đảm bảo được hệ thống này sẽ hoạt động hoàn hảo trong thực chiến. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan lên nắm quyền vào những năm 80 của thế kỷ trước, chính phủ Mỹ đã chi tổng cộng hơn 200 tỷ đô la Mỹ để phát triển và đưa vào sử dụng một loạt các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong số này, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã chi 8,12 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu chi 7,8 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm tài khoá 2018. Phát biểu trước phiên khai mạc G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có những phản ứng mạnh mẽ và thậm chí là có những biện pháp trả đũa khắc nghiệt hơn trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Nếu Mỹ và các đồng minh Đông Bắc Á cũng đáp trả bằng cách hành động răn đe quân sự, thì tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay thực sự rất nguy hiểm cho bán đảo Triều Tiên. Chúng ta sẽ phải chờ đợi các diễn biến tiếp theo trong những ngày tới. Còn bây giờ, chuyện Đông chuyện Tây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.